cứ ruộng hoa tam giác mạnh, trái mênh mông trên cao nguyên đá, níu chân người xa. Chào nhé, chào loài hoa trắng hồng những sắc hoa, tươi đẹp như màu da, người con gái họ sang quê ta. Thôi nghe Hương, để gùi đấy, anh nghe Hương. Thôi nghe Hương ơi. Hải ơi, Hải ơi. Anh cua lại hoa bên này. Quay em cua bên kia, tay bên kia, đây. Anh cần tất cũng được. Hải ơi, Hải ơi. Hai người chụp đôi đi thế. Nhìn vào nhau. Chị đi quay nhìn rất là đẹp. Được rồi. Chả thích một đeo vào, chứ đeo bùi vào làm cái bỏ đi mà. Đưa chụp rồi. Quay tầm nguyên nào chưa ưng thì để ra đây đứng chỗ kia chụp nhiều cảnh. Đeo bùi cái. Ê, Minh bỏ đấy. Nào. Đây chị đứng ra cầm cái ô đúng lúc này em chụp cho đoạn đẹp này. Đây là đeo ba lô đéo đâu rơi mẹ bây giờ. Chưa được đeo bùi cái. Đừng đeo ba lô. Hàng vào đi. Nào, đây chủ đi. Đấy là không được thì khóa ngay. Giang mến yêu của tôi, là giang mến yêu của tôi. Đây mà cái nào không cảm thì không được luôn là như này được. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Cao giờ đây đang đổi mới, những nhà máy rộn vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa khơi lên nguồn hàng, để yên bình vui chợ phiên. Đội ngoáy cho mấy con bộ gậy. Nhìn đẹp như thiên nga lại vào cái lại. Lùi xong lại tiến. Đi lên nào. Không vào đây. Con lại đây đây chẳng có ngồi gì cả. Anh ơi em quay đoàn xe máy với đội này múa quá đẹp luôn. Quên đúng rồi. Chị Hùng ơi, này nghe này. Lắm đấy. Bốc quá. Trực tiếp hay là gì đấy? Trực tiếp đấy. Nào. Được. Này, Chiến rồi, có đeo nữa. Không. Ui dồi, nắng đẹp quá rồi, ôi chụp đi. Chị Hùng ơi, vào đi để lấy máy chụp phát ngay. Lấy máy dùng chụp đi, Dung ơi. Ôi, một tí gọi. Đấy. Nên đang điểm đang nắng này đẹp. Đấy, chị ơi đứng để chụp cái đăng. Này đây này, Dung ơi cho mượn cái cùi này. Nào như này là. Nào thơ thơ đây. Đó. Bật tiêu hộ tớ đi, nó nặng nó không nâng được. Đẩy hai đứa vác. Hương vịnh rúc cho trốn. Dung ơi đeo ngồi không? Hả? Thôi,
Thế thôi này. Thôi xong chưa? Hết vụ tam mắt răng mạch được rồi đấy. Về tối nằm bắt đầu lên mới ấy được. Thôi ấy đi. Giải tán. Giải tán à. Giúp cho chị một kiểu em ơi. Quay tôi. Lúc nào đây phải lấy máy rồi. Quay rồi. Quay.